Trường tiểu học Hồng Quang, nền tảng vững chắc cho tương lai tươi đẹp. Trường tiểu học Hồng Quang có địa chỉ tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, được thành lập từ năm 1956 và là một trong 30 trường tiểu học của huyện Ứng Hòa. Với gần 70 năm xây dựng và phát triển, trường đã tạo ra nhiều thế hệ học sinh xuất sắc với kiến thức vững, tinh thần đoàn kết và phẩm chất đạo đức cao. Năm học 2023-2024, nhà trường có tổng số 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 463 học sinh được biên chế vào 15 lớp. Trường tiểu học Hồng Quang hướng tới cung cấp một môi trường học tập an toàn, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển toàn diện cho học sinh. Nhà trường không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn đề cao giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển tư duy logic, năng lực học sinh. Trường tiểu học Hồng Quang được công nhận chuẩn mức 1 năm 2020 với diện tích 7.463,3 m², cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, tuy nhiên trang thiết bị còn thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên tại tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệt huyết trong công việc và có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và quản lý học sinh, cam kết tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát triển toàn diện và đạt được tiến bộ cá nhân. Nhà trường áp dụng chương trình giảng dạy đa dạng, linh hoạt và phù hợp với độ tuổi và năng lực của học sinh. Đồng thời, chú trọng vào việc phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo và kỹ năng xã hội. Ngoài việc học tập, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao để phát triển tính cách và sở thích cá nhân của học sinh. Nhà trường luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một môi trường giáo dục tốt nhất, nơi mà học sinh có thể phát triển toàn diện về tri thức và phẩm chất con người. Trường tiểu học Hồng Quang tự hào là ngôi trường gắn bó với sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Nhà trường cam kết tiếp tục đồng hành cùng học sinh trên con đường học tập và xây dựng tương lai tươi sáng.